Thưa quý vị, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong 5 đơn vị trên cả nước được Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự. Sau một năm triển khai, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và sự đồng thuận của nhân dân trong khu vực, tình hình an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường đã có sự chuyển biến rõ nét. Quần chúng nhân dân ngày càng tin yêu, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào sự đổi thay phát triển của mô hình công an phường kiểu mẫu. Đây là một tình huống vây bắt hai đối tượng trộm cắp được Công an phường Hải Châu 1 tái hiện ngay tại khu dân cư. Với những kỹ năng trang bị qua công tác tập huấn, người dân đã kịp thời khống chế đối tượng. Qua cách làm sáng tạo của mô hình tự quản về an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm được bà con nắm bắt dễ dàng và biết cách xử lý ban đầu nếu có tình huống xấu xảy ra. Tuyên truyền cho bà con trong khu dân cư, nắm bắt thủ đoạn đó, phối hợp với cảnh sát khu vực phòng kẻ trộm cắp, phòng cháy chữa cháy ở đây bà con nhân dân người ta cảnh giác và làm được thường xuyên cho đến khu vực này, nói chung là thời gian qua là an toàn. Cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ và 22 tiêu chí bằng việc xây dựng mô hình hay là cách làm mà Công an phường Hải Châu 1 triển khai đồng loạt tại 46 tổ dân phố. Sau một năm, Công an phường đã đạt chuẩn 21 trên 22 tiêu chí, trong đó tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không tồn tại các điểm nóng phức tạp, công tác phòng chống tội phạm được nâng cao, không có tội phạm nghiêm trọng trở lên do công dân thường trú, tạm trú gây ra. Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được người dân đồng tình hưởng ứng. 1.934 trên 1.956 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,7%. Đây cũng là tín hiệu tích cực, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, cũng như là vấn đề văn minh đô thị trên địa bàn của phường nó chuyển biến rất là rõ rệt. Bằng cái tình hình là an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo, vấn đề tệ nạn xã hội nó sẽ không có cái bùng phát, nguy cơ phạm tội thì nó được giảm xuống. Xác định mục tiêu nỗ lực trên mọi lĩnh vực công tác để phục vụ nhân dân theo phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần, giữ đúng tác phong trong thi hành công vụ và tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, không tồn tại đơn thư phản ánh liên quan đến tinh thần thái độ làm việc. Nhận thấy sự đổi thay về mọi mặt đời sống, người dân nơi đây cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển toàn diện của công an phường kiểu mẫu. Cần phát huy hơn nữa, cái gần dân sát dân hơn nữa và vì dân phục vụ hơn nữa thì nó tốt. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quán triệt các bộ chiến sĩ là bám sát cơ sở, thường xuyên trao đổi làm việc với nhân dân để mà nắm tình hình. Với sự khác biệt về phương pháp, cách thức thực hiện, Công an phường Hải Châu 1 đã nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Mục tiêu cao nhất hướng đến vẫn là lợi ích của nhân dân để người dân thực sự cảm nhận được sự bình yên và văn minh đô thị.